Rồi hello, xin chào cả nhà, quay lại kênh Cá Coi Trần Đức Cường. Bây giờ mình đang ở phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh cả nhà. Hôm nay có dịp cái mình đi với em bên giám sát công trình của bên mình lên mình quay video cho cả nhà xem. Một cái hồ cá đang thi công, chứ hồ cá thi công thì nó không có gì để quay, nhưng có điều là để mình coi thử coi có thi công ống hay là cái gì để sai sót hay là có gì chia sẻ không thì mình chia sẻ cho mọi người. Hồ này không có cảnh quan hay gì, chưa xong nữa nha. Hồ này bên mình thi công ống lọc thác đá đồ lum hết trên, cũng còn một số nhiều hạng mục nó chưa xong, nên để mình vô mình quay cho cái nhà xem thử ha. Rồi mấy anh bên giám sát công trình, tại cái xây nhà nên nó có nhiều thông qua nhiều người lắm đó nha. Giống như bên nhà thầu phụ mình cũng lên rồi làm thác làm đá vậy đó. Mới lên đó hả? Vô coi quay cho cái nhà xem rồi cái hồ này có gì không. Rồi mấy nhà theo chân mình vô nha. Đây công trình đang làm nữa nha. Hôm nay đầu tuần vô trong nhà là thấy cái hồ cá liền luôn cả nhà ơi. Vừa nhà là thấy cái hồ cá liền. Ồ, mấy anh đang làm quá trời. Đi đường này luôn ha. Đang đào cái lọc. Vậy là đây là cái hồ chính nha cả nhà. Bước thẳng vô nhà là thấy cái hồ cá trước luôn. Bây giờ che là hết rồi. Có nghĩa là bên thi công ống của bên mình là đã đi ống rồi, đã đi ống qua bên quên lọc hết rồi nha. Bây giờ là bắt đầu phải làm cái lọc, là mấy anh em bên phụ bên xây công trình á là họ sẽ đào cho bên mình làm tiếp tục. Đâu cái thác anh đặt ở đây không? Đây. Ở đây có cái cây, còn đây là anh sẽ đổ lấy làm thác, kè đá. Anh lên tới công trình hồi nào? Anh lên tới đây hồi nào? Trời mưa cánh tiếng. Trời một giờ trời mưa hả? Anh khảo sát rồi xong hết rồi hả? Bây giờ đào tiếp hả? À trời, cái ô lọc mình đi xa dữ vậy hả? Còn khúc chỗ này làm gì anh? Chỗ này mình trồng cây hả? Cây. À, đường đi. Ồ, vậy là bây giờ từ mình sẽ kết nối từ chỗ này đi qua cái ô lọc nha. Cái hồ này mấy khối nè? Hồ này hồ lớn mấy khối? 10 khối luôn hả? Vậy đi qua đọc cái thông số bên này cho anh với. Đọc cái thông số bên này cho anh nè. Cho qua xíu. Rồi, tại vì bên này người ta đang thợ đang thi công rất là nhiều nên hơi né một tí. À, cái hệ thống lọc này đi theo kiểu xích chắc này hả? Chứ không dùng ống thông. Có nghĩa là cái kiểu này chứ không có dùng ống thông đúng không? Cái ô lắng đây hả? Đây cái gì? Dạ. Thôi em sao có 1 mét mà sao giờ tụng dưới à? Cái lọc này thì nếu mà xin tính ra là hơi bị dư á. Dư so với cái hồ rồi đó. Mà dư thì nước đã hơn anh. Tính trồng cây đây nè. À là anh tính trồng cây hả? À, đây là ô lắng này kìa nha. Vậy là cái lọc này khoảng mấy khối ta? Không tính là mấy khối. Không có ghi nè. Không, bữa hồi nãy em nói là cái lọc mấy khối em? Ở bên cái hồ. Hồ 10 khối rồi, vậy bây giờ là cái lọc này mình phải tính lại đúng không? Tại lúc tính khác mà lúc xây lên khác ha. Đi sang luôn á. Ủa vậy là sao anh kêu bự hơn? Chứ lúc hồi nãy anh nói bự hơn phải không? Bự hơn. Bự hơn. Cái lúc đầu đó là em tính là 1 mét. 1 mét nhân 1 mét hả, sao? Là nó khoảng 3 khối nước thôi. À khoảng 3 khối thôi. Rồi còn bây giờ thì bao nhiêu rồi? Giờ nó này tới 1 mét rưỡi nè. Này 1 mét rưỡi. 2 mét 1. Rồi sau bao nhiêu? 1 mét 3. Rồi sau 1 mét 3 nữa hả? Rồi vậy là nhiều rồi.
tới 2m1, 1m5 là thành 3 khối, 4 khối máy luôn hả? Đây là bên này chứa chổi. À, anh có... Vậy là mai mốt phải làm cái gờ ở đây hả? Gờ ở đây là tấm xi măng. Bữa nào kẹp lên thành anh kẹp cho cái gờ anh ha, cho thợ làm cái gờ á. Gờ để mình gác cái cây chổi lên á. Cái gì nó nói với bên anh lại để làm. Đó, thay xây theo kiểu hệ thống này thì sâu quá ha. Sâu 1m3 lận vậy đã. 1m5 lận hả? Sâu rồi, 1m5 lận nước chứ. Ờ là đúng là ở dưới đáy chưa đổ là 1m5 đúng không? Chưa 1m5. Còn 1m3. Giờ còn 1m3. Hơn chứ. Hơn. Giờ đâu hơn chứ. Mà cái mặt nước là tới đâu anh? Nước nó thấp hơn. Thấp hơn. Nó bằng cái hồ nước chính kia mà. Vậy là mấy mốt phải kè xi măng lại. Chứ không là cái chổi thì nó dài, chỗ dài nhất có 1m2 thôi. Chỗ dài nhất có 1m2 thôi. Đó, đi qua chỗ đó là UV, qua này chổi, qua này là xi măng. Đó ông Vũ Sĩ Thanh. Rồi ống bơm đâu? Ống bơm đâu? Chưa đi hả? Đi rồi hả? À là có nghĩa là tất cả các ống là cặp về đây. Giờ ra hết rồi xong đào xong cái này ráp vô. Là bây giờ ráp từ đây đi qua kia thôi. Ráp từ đây đi qua đó. À. Rồi bây giờ hồi nãy cái vụ mà tìm ống đó sao rồi? Đủ ống chưa? đi xong bây giờ thấy xây xong cái nó thiếu ống hả? Cái này Tết kịp không anh? Cái này Tết kịp không? Tết kịp. Dạ. Dạ dạ rồi ok anh cứ làm công việc đi rồi. Dạ dạ dạ. Ok để em coi. Dạ. Rồi cả nhà, hôm nay có dịp thì quay sơ qua cái cách thức của một cái công trình đang làm cho cả nhà xem thôi. Thì nó cũng không có cái gì để về cảnh quan hết ha. Nhưng mà cái hồ này thì bên mình làm cũng khá là lâu. Bây giờ lâu lâu cái công trình xong cái chỗ này cái là mình làm chỗ đó đi ống ra đó. Xong cái công trình làm xong chỗ này cái lên đây đi ống của mấy ô lọc ra. Rồi bữa nay là lần thứ ba rồi nha. Lần thứ ba là công trình đào ở chỗ này lên cho mình. Rồi để mình đi kết nối giữa cái lọc và cái hồ. Tại vì ảnh thiết kế là hai khu riêng biệt. Thì mình thấy cái này cũng hay ha. Tại vì làm cái hồ dưới cái lọc mà hai khu như vậy thì mình đỡ đi cái tiếng máy ha. Đỡ cái tiếng máy ở chung khu vực đó tiếp khách. Thì nó không có ồn gì hết. Làm nguyên cái lọc đằng sau cũng rất là tốt. Nhưng mà chỉ có cái một cái là khi mà cái nhà làm lọc xa so với hồ thì cái nhà phải cần dùng bơm mạnh ha. Tại vì cái lượng ống mà chạy từ đây tới đó 5-6 mét vậy á thì phải dùng bơm mạnh thì mới đẩy nước ra xa được. Cái này là theo thiết kế của bên kiến sư thôi chứ còn mà thật ra là nếu mà cái nhà làm một cái nhà vườn bình thường thì cái nhà cứ làm cái lọc gần đó đi cho nó đỡ tiền điện ha. Thì mỗi tư thế nó khác nhau, còn cái này là mình chỉ chia sẻ cái hiện trạng hiện tại thôi ha. Đó thì ô láng ở đây ảnh đi theo cái kiểu xí chắc thông qua UV, thông qua chổi và thông qua xi măng, rồi bắt đầu mới đi qua ô xi măng, rồi mới qua đá lông vũ, qua sứ thanh, rồi qua máy bơm trả về luồng. Thì luồng thì đi tới hồi nãy em mới nói mà mình không nhớ luôn. Đạt ơi, đi mấy ống luồng? Hai ống luồng 49. Rồi mấy ống? 1 2 4 9. Một oxy 7. Hút mặt là 4 ống hút mặt, 4 đáy hả? Là 2 hút mặt 60. 2 hút đáy 60. Về ô lắng số 1 luôn nha. Rồi thông qua ô bơm thì đi hai ống 49 ra luồng. Một ống 49 lên thác. Thác anh làm một cái kiểu thác bằng đá lũa Ninh Bình rất là đẹp nha cả nhà. Cái đá lũa này thì nếu có gì lát nữa mình sẽ ghép cái hình vô, tại vì cái này là cái làm theo mẫu của ảnh thì mình đưa cái hình vô trong video cho cả nhà tham khảo ha. Bên mình nhận thi công cái thác đó luôn, là hoàn tất luôn cả cái hồ. Tại cái nhà cái bên chủ đầu tư của cái nhà này á là có tặng một cái hồ cá nha cả nhà, nhưng mà anh chủ anh không lấy. Anh không chịu, anh không có lấy cái hồ cá của bên thi công tặng luôn, mà ảnh muốn mình làm cho ảnh cái hồ cá này chứ không có lấy cái đồ tặng của bên anh công trình luôn. Là nói chung là cảm ơn anh chủ đầu tư rất là nhiều, là ảnh tin tưởng bên mình rồi giao nguyên cái hồ cá lọc thác đồ cho mình nhận hết. Chứ còn thật ra là lúc mà người ta xây dựng cái nhà này là người ta tặng cho cái hồ cá,
mà anh chủ đầu tư kêu là hỏi ảnh không thích, thích bên mình làm thôi. Thì sẵn video đây ảnh có coi thì mình gửi lời cảm ơn cho ảnh rất là nhiều. Và bây giờ bên mình đang thi công phần cuối cùng của cái thi công ống. Thì sau khi hoàn thiện cái thi công ống và lắp đá xong thì bên mình sẽ lên lắp vật liệu lọc và máy bơm để chạy thác, test thác. Thì nếu mà có cơ hội thì bên mình sẽ đi quay lại, quay tiếp cho cái nhà tham khảo tiếp về cái lọc và cái thác sau ha. Còn nếu mà không có cơ hội thì mình sẽ hẹn dịch cái hồ này vào cái lúc xuyên Việt. Tại vì cái anh chủ nhà, chủ đầu tư này là ảnh liên hệ cho bên mình, tức là ảnh biết mình qua bên YouTube. Thì ảnh liên hệ cho bên mình nên hy vọng là mai mốt ảnh có thời gian để hoàn thành cái hồ thì mình sẽ quay lại cái hồ siêu việt cho cả nhà ha. Bây giờ cả nhà thấy không, ở cái đội ngũ bên mình nó cũng khá là đông, bên thác nè, bên ống nè, bên giám sát, thì mỗi lần đi như vậy thì nó kết hợp lại để bàn bạc rồi làm đó, nên nhiều khi cái cả nhà có cần bên mình thi công cái gì đó thì cả nhà cứ inbox qua số điện thoại mình để cho bên dưới màn hình, hoặc là thông qua Facebook của bên mình hoặc là website của bên mình, thì bên mình sẽ tư vấn trọn đời miễn phí cho cái nhà ha, cả về sau này luôn. Khi cái nhà làm xong rồi bị cái gì thì bên mình sẽ tư vấn cho cái nhà hết, chứ không có, chứ đừng có lo là làm xong rồi đi đâu mất tiêu, không có đâu ha. Bên mình sẽ chịu trách nhiệm cho cái nhà để sửa hoàn chỉnh cho cái nhà luôn. Tại vì bên mình sẽ bàn giao lại công nghệ nè, bàn giao lại cách thức nuôi nè, rồi rất là nhiều thứ sau này nữa, nên cả nhà cứ yên tâm. Còn trước mắt thì mình thấy cái nhà làm khá là thoáng nha nhà. Ở đây có cái tường rất là cao, rồi cắt cái tường ra rồi làm rất là thoáng luôn. Rồi đi mua ống thêm rồi cả nhà. Xe tối là không kịp, làm tới 7 giờ mấy tối là không kịp. Đói bụng quá, đi ăn xong rồi sáng đây làm tiếp đó nha, uống cà phê xong làm tiếp. Lát nữa là mấy anh bên thác với lại cảnh quan là tháo này lên luôn. Rồi cái anh nói chung đó, cái khúc lượng này là anh bên nhà thầu phụ bên mình đó là báo là cái lượng này nếu mình đặt ở ngoài thì nó hợp lý hơn. Còn cái lượng nằm ở trong thì mình bo cái thác nó không hợp lý. Nhưng mà tại vì nhiều bên, nhiều nhà thầu phụ thi công với nhau nên cuối cùng nó rập lắc hết. Nếu mà chung một đội luôn thì nó khỏe, có nghĩa là nếu mà giao luôn, ban đầu mình làm luôn á thì khỏe hơn, nó sẽ đỡ bị gặp rắc rối hơn. Thì cũng không có rắc rối gì, nhưng mà chỉ có điều là cái con mắt nhìn nghệ thuật của mỗi người nó mỗi khác nha cả nhà. Rồi giống như Trang là cái anh bên bên hồ thì lại thích là làm cái phần cây ở phía trong, còn bên thác thì lại thích làm cái phần cây ở phía ngoài đó. Nên nói chung là mỗi cách nhìn nghệ thuật nó khác nhau. Còn chủ nhà thì kêu mình sao đẹp mà được thì vấn đề đẹp hay không thì mỗi người mỗi cách nhìn nữa. Nhưng mà nói chung hôm nay mình quay cho cái nhà xem về cái kỹ thuật ống ít, rồi cái cách mà đi cái lọc ống sau thôi ha. Còn lại mọi người cứ tham khảo ha. Còn bên mình vẫn nhận nguyên cái cảnh quan luôn, chứ làm mỗi người một khâu, giống như Trang là cái hồ cá dưới thác lọc, rồi mình làm mà cảnh quan cái khúc cây bên này là một cái chị khác làm. Thì sợ nhiều khi nó không được hài hòa thôi. Chứ còn đẹp thì tất nhiên ai cũng có một cái nghệ thuật riêng để làm đẹp hết. Thì ống thì ở phía dưới này thì nó có khá là nhiều ống, hai ống mặt, hai ống đáy, hai ống luồn, một ống khác, một ống oxy, kết nối lại với nhau để về cái lọc. Thì khi đường ống xa thì cả nhà chỉ có gắn cái bơm bự là được rồi. Một lọc, hai, vậy là ba ô lọc cả nhà, tính ra như vậy là ba ô. Chỗ này trống, chỗ này anh trồng cây, chỗ này trồng cây hết luôn, anh kêu mai anh trồng mà thật ra là công trình còn rất là nhiều luôn đó nha. Mà bây giờ mà trồng xuống cái trà xuống nước đồ, nó bay vô lá lô đồ là cắt hư cây. Mà không biết sao nó là mai anh trồng, mà không biết trồng rồi sao mà thi công những cái phần khác. Giống như Trang là
tường cũng vậy, tường cũng chưa làm sơn nước, chưa gì hết. Mà anh kêu làm thác thì cũng không được luôn đó nha. Bây giờ bên thác bên mình sẽ làm cái tấm đan trước. Anh kêu là làm chân xuống dưới nhưng mà bên mình không có đồng ý, tại vì làm chân trụ xuống dưới thì nó sẽ xấu đi là nhất, thứ hai là nói chung là nó không hợp lý. Mình không có thích làm cái chân xuống rồi làm tấm đan. Còn bên mình sẽ câu sắt xuống, bây giờ mình sẽ đục cái tường ra. Đục cái tường nó ra là câu sắt, hàn sắt vô, là làm cái vỉ ở trên, bắt vô. Làm vỉ ở trên rồi bắt đầu dựng thác lên. Chứ ai mà đi làm cái chân xuống dưới thì nó kỳ quá. Xưa thôi chứ giờ nó ai mà làm nữa. Tại cái nhà biết sao, tại cái tường nó mỏng á. Thay bây giờ nó nằm ở cái công viên mà nó rộng hơn á, thì mình làm cái đan nó xa ra mình dựng thác. Còn đó ở nhà thấy không, có 30 phân à. Mà cái thác á thì nó phải sao, nó phải rộng ra chứ, còn 30 phân sao dựng được cái thác đá mỏng vậy được. Cao cao lên sao mà dựng được. Đó, nên sẽ làm cái đan ra, nhưng mà sẽ không đổ chân nữa nha. Đục tường câu sắt vô, đổ đan ra. Vừa thẩm mỹ mà vừa chắc cú nữa. Để nó chứ cũng mớ đá, mấy tấn đá lên nữa nha. Rồi, mình xong cái công việc ở đây, xong ống xong cái là mình sẽ đi tiếp công tác ở một cái hồ và công trình ở Bình Phước. Thì cả nhà nhớ đăng ký kênh để nhận được thông báo khi mình ra video mới nha. Hẹn cả nhà ở tập sau ở Bình Phước nha. Bye bye.